em này vào nhà mình rồi mẹ. Ông em đưa nhà mình. Còn chưa? Đây đưa đây. Ai ai thấy đấy ông Vũ? Rồi ai thấy đấy. Đó là hai người. Bắt được nhân vật nổi tiếng nhất Việt Nam nhá. Ông em. Cái gì mà các ông đừng đừng cái gì. Mấy ông đang bắt được. Đây. Đây. Mày nổi tiếng nhất Việt Nam đấy. Đúng ấn như là nào. Đúng ấn như là sao đấy. Đủ cười. Mấy giây này không có xin nhê với thằng em này đâu. Rồi các anh ngồi đây. Mấy giây nhất thì xin nhê. Em lên trên nổi nhất Việt Nam nha, bắt được bảo ông em sự nha. Chú lấy còng mình vào. Còng từ từ đi, bình tĩnh nào, người bao nhiêu người đây, thằng ơi. Ngồi yên lắm, ngồi yên lắm. Ngồi yên lắm. Còng với lại cái dây chói. Chói phải gọi còng lên đây, gọi. Đem còng lên. Còng lên, lấy còng lên. Còng lên đâu anh em này rồi. Có xe đi về chưa? Dây vào nhá. Các ông đi làm không mang đồ à? Lấy còng đi. Các anh cứ ngồi đây. Chói đôi chân lại. Có anh em đây rồi. Đây đúng đây nó chạy vào mắt. Chuyên đúng sẵn mắt ngươi bây giờ. Anh gọi hiểu chưa? Anh gọi... Rồi. Bây giờ tôi phát hiện... Dây dương bột. Đây. Chưa tuy nhiên không cái thứ gì. Bỏ chói đôi em ạ. Không đòi là... Chân ạ. Chói nó cái chân này, chói nó cái chân này. Chói chân ngắn. Thuộc em á. Đây anh quay em rồi đây nào. Đứng vào, đứng vào. Thôi tay vào, thôi tay vào. Đứng vào. Thôi tay vào đấy đi. Quay góc này. Mọi người ở đây hỗ trợ là được rồi. Đấy rồi anh em, anh ở đây rồi, không sợ đâu. Đây toàn có sự biết. Bắt rồi nha, công an xã Yên Dương bắt rồi nhá. Ông em đẹp trai có công an xã Yên Dương đây. Bất hảo đây. Nhờ anh có cái quạt cho. Đây lấy quạt đây, lấy quạt đây. Đây đây mày lui cho nó thành phần bất hảo thế này bây giờ. Anh cho nước 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 ra thùng cho bác tải. Qua bên bên kia lấy cho cái chai nước đây bắt đầu nha. Đang cầu cử anh em nhá. Nổi tiếng nhất Việt Nam nhá. Rồi rồi ok ok. Hốt voi. Bắt đầu rồi đang ứng cho anh Bồn. Hả? Rồi rồi rồi. Ờ trông cho anh Bồn. Đóng vấn vô xe là anh em bổ cho quả xẻ tao hoành tráng cho chú hiệu lên luôn VTV1. Chào cháu. Có xe chở nó về chưa? Có xe rồi về chưa? Không thì không. Không người không. Giữ lại chưa? Rồi rồi. Ngọc con thấy gọi anh. Mẹ bọn Thành Long là quán trại nói chơi là lấy bánh nồi để quá giờ nhưng mà tại sao lại lọt lưới trước đây anh em thấy được rồi đấy nhỉ? Có bánh nhiều quá rồi bánh trại tối qua ngồi phục công an, ngồi phục công an. Phải có còng đấy, mẹ không đi. Gọi hiệu lên. Không giữ được này đâu, mẹ có còng thì kìa, nó không tông người, nó sụn đấy. Gọi hiệu lên. Nụ cười rất đẹp trai. Đấy bây giờ phải khóa lại còng này đi. Khóa lại còng thức ăn thì không còng nữa. Ông còng cho lên xe anh rồi ám lại kìa. Thôi. Xe đây. Thôi phải có còng. Hả? Châu Tô đâu? Đây. Đừng. Không. Chú. Không. Mấy anh em này ngồi áp tải được cái gì đâu. Không không đừng lấy. Đừng lấy. Chở anh em xuống này. Thằng này nó. Anh cũng có làm mày đâu nhưng mà thôi lỡ này thằng Ngọc có nói bắt tôi đi qua liếc quá tôi đúng anh quay cho lên TV luôn lái đi không thôi nhanh nhanh rồi anh rồi đây đi quay không cần lái anh lái đi anh lái luôn đi vào đâu và xuống xã ai là lên huyện lên huyện luôn nhá dắt cái xe máy là anh cái đấy xe anh đây rồi cho lên đây anh đây. Ừ, cái xe ô tô
Anh em, anh em ngồi ngồi ôm đi nó nhá. Rồi, ok. Thôi bọn anh đúng vì ấy thôi, chú mày quan tâm nhân tài nhưng mà thì đẹp chú mày căn bản là cái em đi luôn chứ, lên đây đưa con huyện, em lên luôn đi. Đây đây đưa con huyện à, xin vào anh ơi, nhờ anh đi ra chú mẹ nó đẹp trai, để quay cho mà lái, quay đây đây được chưa. Rồi đưa con huyện, đưa con huyện, lên em ơi, đưa con huyện luôn. Tài quá mày, mày sao mày. Ôi, dậy xoay cho chiều không? Chạy từ dưới. Đi từ từ. Nào, em cứ đứng danh ngang ra đây. Ừ, tắt điện thoại đi. Tắt điện thoại đi, rồi, rồi, rồi. Rồi, đúng hôm nay cảm ơn Đạt này. Mình lấy mấy ông đứng ở... Chứ đi từ hướng nào đúng không? Đi từ hướng nào đúng không? Đồ văn anh. Ăn đồn đi. Chạy theo cái đường... Ngọt rồi, ngọt rồi. Này cũng lớn rồi, hãy chúng ta cũng lớn rồi. Anh em dãy yên dương nhá. Còn lớn rồi. Bán xe đạp ở đâu? Cũng lớn là anh em dãy yên dương nhà mình nhé, đúng không? Rồi, cũng to thì cũng to rồi. Bảo riêng với thằng quản trại trên Thành Long nó ngồi nhà anh đấy. Vừa mới bắt taxi về, điều động về để triển khai công việc mới đấy chứ. Đéo ngờ mày để xuống thì viện đấy, không được anh. Đúng ngay gốc chuối luôn, em ngồi đó ngay gốc chuối rồi em ra rồi. Đất nịt mẹ mày nổi đi. Thôi, anh đang được bảo hốt bòi. Anh cũng quy phục mày đấy, nhưng mà sao mày thì rẻ không chấp mày. Nói chung em nói thật, chỉ cần hở ra tí là mình trốn được. Nhưng mà hôm qua là như thế nào mà trốn được? Hôm qua nó không mở cửa. Mày cũng có tài đấy. Mày là siêu đấy. Mày nói chung người rơi chung đột vòm mà chung này gặp mày cũng phải ngả mũ. Xin bái chào chưa? Anh bảo mấy cái thằng quản trại anh ngồi nha anh ạ. Anh bảo riêng thằng Triệu Quân Sự này bây giờ nó tìm cái đường nào gần nhất ra đường quốc lộ để đón xe chứ không bao giờ đi lên đường rừng. Nói chung là cái kiểu hay kiểu đấy. Nhưng mà dạ, nó nổi đấy. Để đón xe, gần nhất để đón xe chứ còn lên đường rừng tìm đường đâu mà anh Đạt ơi, ơi. Nhưng mà chấp nhận nó giỏi đúng không? Giỏi. Nó hơn thằng Trung người rơi đúng không? Nói chung là hôm nay là có thằng Ngọc. Ngọc đầu tiên. Ngọc đầu tiên. Đi qua anh thấy phát là với dẻo của nhà anh gọi. Anh bảo ông ơi, ông ra ngó với tôi ra, tôi nhìn thấy thằng giống thằng ở trong ảnh cho con sự. Tôi ra, tôi ngồi sau đi qua mắt, tôi bảo cứ kệ, cho em ăn cơm, đi kệ. Tôi lượn lên trên mắt, tôi điện cho Phúc. Nhưng mà anh Đạt nhận diện giỏi nhờ. Em nhìn thấy hai em... Ngọc, 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 Công đầu tiên lại tưởng cái ông áo xanh đứng bên đường mình bỗng làm gió này. Anh nói là áo xanh đang trèo lên qua đường rồi. Đường tàu đang đón xe anh mà thấy gọi điện thoại. Mình báo chuẩn rồi. Đúng rồi, ok rồi nhỉ, ông đi đúng rồi, chuẩn rồi. Đéo làm thì dạ, anh em tao khổ, tao thì cũng không muốn bắt cướp đâu, nhưng mà dạ, đúng thật mình mày nó nhân tài quá, anh cũng phải. Mày đã nổi tiếng nhất Việt Nam ấy. Chuyện đã mày rồi. Sắp chuyện rồi bạn ơi. Ở cái thành phố đất Việt Nam bạn này. Bạn đang đưa vào là mày rồi. Vụ này này. Cái tầm cỡ như anh là thằng nông dân như thế nữa, anh còn biết được mặt mày rồi. Ở Phúc Lai mới là quay vòng về chỗ ông Nguyễn Hồng Đôn bắt luôn. Em ăn cái gì cho? Bắt rồi, ông chuyển ông Nguyễn rồi. Rất rẻ, rất ngoan, rất lành, rất từ tối. Anh nhìn thấy chú rất là tươi đấy. Mình quay ông này mình thấy ông này có bó đâu, mình phải từ từ. Nhưng mà đại ca toàn thế hết đúng không? Mình tin thôi. Đéo mà biết được, tao mày gặp tao là mày xuyên đi. Không đâu, không có dao nó chơi được. Đưa về huyện à? Để vào đâu em nhở? Vào phòng đây luôn à? Em đưa lên trên. Đưa lên trong phòng đây à? Đây nhá. Gọi anh Hiệu đi. Rồi xuống đi, gọi em vào. Đấy nhá. Đưa thằng em vào trong huyện đây. Anh Ngọc ơi, cho em một cái còng đấy. Mấy ông em xã Yên Dương đây. Em vào trong một ma túy có còng. Đấy. Anh em ngắm thằng em đẹp trai rất hiền lành nha, cười quá anh nhở. Đấy, rất đẹp trai. Đời mấy anh luôn cười tươi như vậy. Quá ok rồi. Hôm nay là cầu cờ chiến thắng vẻ vang. Anh em huyện mình nha, đâm ra lại đẹp trai chứ. Triệu Quân Sự. Triệu Quân Sự đã lên xe em. Triệu Quân Sự lên xe em rồi. Anh em Yên Dương mang về đây rồi. Bác ơi. Cho bác cầm số 8 đi. Rồi, rồi. Rồi. Từ từ anh ơi. Từ từ lấy cọc đây, không đẹp trai không? Anh thấy có đẹp trai không? Thằng này được. Được, đẹp trai đúng không?
Làm gì có thằng nào đẹp trai hơn nó cái năm này nữa. Năm mươi cây đấy, Thành Long ở đây là 50 cây. Gì thì cứ chạy lung tung. Nụ cười đẹp trai luôn nhá, đảm bảo mẹ gái hơi bị thích. À em, đây gì mà? Thế thôi nha, tắt nha.